Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua căn tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu appajjapaccha hontu anicca hontu dukkha yukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi tánang parihāram tu dukkha patta janit dukkha phayat patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe tipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức. Kính lễ quý đạo hữu vừa vào đạo tràng, kính mời quý vị cùng các bậc để cùng thọ trì tam chi và ngũ giới. Ukasamayang phante visum visum rakkhanatthayati sarame nasaha pancha silani yacama duti yampi na yang phàm tê quy sum quy sum ra khanat tha ya ti sa ne na sa ha tan cha si la ni ya cha ma ta ta yam pi ma yang phàm tê quy sum ra khanat tha ya ti sa ne na sa ha tan cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Dạ con kính cung thỉnh. Dạ bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính cung thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con xin kính dâng mít cho đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào huynh Châu Phan, sư Không Mai, hai chị em. Sư Thiên Lạc, sư Không Nhật, sư Quyên Mộng, sư Tâm Hạnh, sư Tâm Phương. Huynh Giang Nhật Hà, sư Christina, sư Kim Nhung, sư Meta, sư Hạnh Kiểm, sư Từ Man. Sư Quang Thanh, huynh sang 52 đạo hữu Karuna. Alo, âm thanh quý vị nghe rõ? Sa thú, sa thú.
Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới trên đạo tràng Pháp hội. Buddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Buddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Duttiyam Vibuddhang Saraṇang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Tỳ Saraṇang Nitthi Tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta về ra ma đi sẽ khó bất đăng sa ma giao mi, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra ma đi sẽ khó bất đăng sa ma giao mi, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra về ra ma đi sẽ khó bất đăng sa ma giao mi, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về ra ma đi sẽ khó bất đăng sa ma giao mi, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na về ra ma đi sẽ khó bất đăng sa ma giao mi, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada
Về Rama Ni Sikha Pa Đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Ne Raya Machappa Madathana. Về Rama Ni Sikha Pa Đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikkhapadani sadukankattva appamadena nicchakalang samarakkhitappang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy vụ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan ti, sì lê na phu ca sâm pa đa, sì lê na ni phu tinh doan ti ta smai, sì lăng ụi sô, tha dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các ấy cho nên chư Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thay. Dạ chúng con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy vào ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamang ghe na hoàng đề hằng pa đa tâm sum wa ruttamang Bhutthe yo khalito do so bhutho khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thầm manh cha đu vi thăng hoa răng thầm mê yo khali tô đô sô thầm mô khà ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng cha đuôi thất ta măng sang khe yo khali tô đô sô sang khô khà ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng đức lại cho ngài, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Sirat minh me buddha se tho sa re buddha cha đắc khi ne wa mạng se mok la la no pu ra to phi đa ka te yang ba chi me ma ma anando khi na sa wa cha tu di sa sa man ta lo ka ba la chi in da de wa sa pram ma ka e te sang anu wa we na sa be pha yao ba da wa ne ka an ta ra ya pi vi na san tu wa se. Xa tố Đức Phật ngự trên đầu với mặt Xá Lợi Phất với trái kiền liên hầu, trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lẫn Phạm Thiên do lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sakatwa Buddha Ratanang O Satang O Tamang Wa Rang Hi Tang De Wa Mano Sa Nang Buddha Te Che Na So Thi Na Na San Tu Bat Da Wa Sam Be Duk Kha Vu Pa Sa Men Tu Te Sakatwa Tham Ma Ratanang O Satang O Tamang Wa Rang Pari La U Pa Sa Ma Nang Tham Ma Te Che Na So Thi Na Na San Tu Bat Da Wa Sa Be Pa Ya Vu Pa Sa Men Tu Te Sakatwa
sang kha ra ta nang ngô sa thang ngô ta mang qua rang ao nay yang ba hu nay yang sang kha te che na so thi na na san tu ba da wa sap be ro ga vô ba sa men tu te nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Xa thú lành thay. Dạ, đến đây con xin hồi hướng trước đến chư thiên. Akasattha ca sát tha deva naga mahitika vun nhang no anu mô đàn tu chi răng ra khan tu sa sa năng a ca sát tha ca phum mát tha deva naga mahitika vun nhang no anu mô đàn tu chi răng ra khan tu no ga ru a ca sát tha ca Om Natha Deva Naga Mahitika Vunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Nyatayo Akasattha Chafum Natha Deva Naga Mahitika Vunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Panino Akasattha Chafum Natha Deva Naga Mahitika Bunyang no anumodam tu chi rằng rắc kham tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đầm sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tấp bằng cứ đi văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa pi đa se su ga tăng ca tăng về sát ta sanh ni no áp thi về cha sát ta a sanh ni no ca tăng phun nha pha lăng mây hằng sắp đề pha di pha hoàng tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng định năng phun nha pha lăng ma già về cha tắp thanh a chan ti đề hoa gan toa ni về đa dùm sắp đề lô cam hi về sắp ta chi quan ta hà ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nô nha thì nằng hồ tu su vi ta hôn tu nha ta vô. Cầu mong phước thiện này đến thân hữu của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng wa ta nô vù nhằng a sa hoa kha già quá hằng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ hầm nơi tâm. Y đăng nô buồn nhằn nít bà nát xá bắp chá vô hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Dạ. Dạ còn 2 phút con xin đọc lại thập nhị duyên khởi.
Avijja panchaya sankhara sankhara panchaya vinyanam vinyana panchaya namarupam namarupa panchaya salayatanam salayatana panchaya phasso phassa panchaya vedana vedana panchaya tanha tanha panchaya upadanam upadana panchaya phavo phava panchaya chati chati panchaya chara maranam soka parideva dukkha domana supayasa sampavanti eva netassa kevalassa dukkha kantassa samudayo hoti avijjaya tveva asse saviraga nirotha sankhara nirotho sankhara nirotho Jnana nirotho vijnana nirotha nama rupa nirotho nama rupa nirotha salayatana nirotho salayatana nirotha phassa nirotho phassa nirotha vedana nirotho vedana nirotha tanha nirotho tanha nirotha upadana nirotho upadana nirotha phava nirotho phava nirotha jati nirotho jati nirotha chara maranam soka parideva dukkha domana supayasa niruccanti eva netassa kevalassa dukkha khantassa nirotho hoti nam mô buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân đến sư Trí Đức và chúng con cũng cảm ơn đạo tràng, cũng cảm ơn cô chư tăng và quý cô tu nữ đã quan lâm vào đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chư phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Cũng do quả báo của việc phước này, xin trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Con cũng kính xin mong rằng tất cả mọi người đều được an vui và an toàn vượt qua cơn đại dịch này. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thời kinh tam bảo của con đã tọa tỳ của chúng ta đã hoàn mãn. Xin cảm ơn sư Trí Đức và toàn thể đạo tràng. Trong quá trình đọc kinh có điều gì sơ sót, con xin sám hối trước tam bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Kính xin dân mít đến sư Trí Đức để sư điều phối chương trình, và con kính dân mít đến cho sư. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa tu sa tu si không mai. Đã làm tròn bổn phận của mình rất là hoàn chỉnh ha, không có điểm nào sơ sót. Sa thú xin không mai. Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thượng nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 43. Và câu Phật ngôn 43 này cũng kết thúc về cái phẩm Citta Wakkha, tức là phẩm tâm. Và sau cái câu Phật ngôn này là chúng ta ôn lại về phẩm tâm có mười mấy bài. Thì chúng ta thấy cái tâm nào chúng ta tâm đắc, bài học nào chúng ta cảm thấy rằng có những cái điểm mà thích hợp với bản thân mình, và đó là kim chỉ nam để trong cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Hoặc là cũng chính câu Phật ngôn đó
chúng ta có thể khởi lên những hoài nghi thế nào. Thì xong cái bài học này, cái kỳ tới là chúng ta thảo luận ha, tức là quý vị nói lên cái điểm thích hợp để những cái câu Phật ngôn về phẩm tâm này, là chỉ một câu thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 43. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép Đức Tháng Dương ân Đức Tam Bảo. Bụt thù má hệ si, ả ra hằng tất thai ca tô lô, cú tâm mô sắc bá gá rù hí chệt, thác vô lô ca sá sá thai, chá ná đầm má cù quý đồ hoành đà, má hình tầng ná ra cù. Trên này giác cần, Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin lệnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ vi yết tá sát sát thun ô lô ca nó mạnh thá sơ vi nà ca rù cô sắp bành nhu vô thấp bất đi phù tí sanh nhá tù hoành đà mơ hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần phát bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ chưa? Alo, 123, nghe rõ rồi ha. Sáng này bị rớt mạng mấy lần luôn, quý vị thông cảm. Mạng mà cũng bị mất dịch nữa, quý vị thấy bị ảnh hưởng chung ha. Rõ rồi ha, rồi. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Rồi đến nhân rút rã, không biết nó té nó rớt nó mất mạng hồi nào. Quý vị tranh thủ ha. Còn thở được là còn biết còn sống. Rớt rớt mạng mà lồm còm ngồi dậy bò vô được là tốt. Còn nếu mà mất mạng thì coi như là đứt bóng luôn. Ai xa thủ xa thủ, quý vị hoan hỷ ha. Có gì sơ sót thì quý vị thông cảm cho. Câu Phật ngôn 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra. Na tăng ma ta bi ta ca di ra. Na tăng ma ta bi ta ca di ra. Câu số 2. Anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Anh nhê hoa bi cha nhà ti ca. Bây giờ ôn hai câu này. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Câu 3, câu 4. Samma bani hi tăng chít tăng. Samma bani hi tăng chít tăng. Samma bani hi tăng chít
căn. Và câu cuối: Say ya son ta to ka re, Say ya son nang ta to ka re, Say ya son nang ta to ka re. Dạ, ôn lại. Samma banihi tang chit tang say ya so nang ta to ka re. Samma banihi tang chit tang say ya so nang ta to ka re. Samma banihi tang chit tăng say ya so nang ta to ka re. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chết tăng say ya so nang ta to ka re. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chế tăng say ya so nang ta to ka re. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nhà ta ca Samma banihi tang chit tang say ya so nang ta to ka re. Na tang ma ta bi ta ka di ra an ye wa bi cha nhà ta ca. Samma banihi tang chit tang say ya so nang ta to ka re. Cái đọc thứ nhất thì chúng ta đọc nguyên một bài, cái đọc thứ hai chúng ta chia ra làm hai ha, đọc một lần hai câu. Và trong cách kể thì chúng ta cũng sử dụng đọc hai câu ha. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nhà ta ca. Samma bani hi tăng chi tăng say ya so nang ta to ka re. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi wa nha ta ka. Samma bani hi tăng chi tăng say ya so nang ta tu ca rê. Thêm lần nữa: Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nha ta ca. Samma bani hi tăng chi tăng say ya so nang ta tu ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chẳng làm được, tâm được à làm được tốt đẹp hơn. Rồi xà tu xà tu. Xin mời Sức Mê Ta. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khải. Cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu cú 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh ye wa bi cha nhà ta ca. Samma ba ni tăng chích tăng say ya so nang ta to ca re. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na đoạn âm tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Ma ta hai trường âm thông thường, bi đoạn âm
ta trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, bí chá hai đoạn âm, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, bá ní hí là ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, giá đoạn âm, xô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Sam ma pa ni hi tăng chích tăng say ya so năng ta tô ca tê. Và con đọc lại hết bài. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca. Sam ma pa ni hi tăng chích tăng say ya so năng ta tô ca tê. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Sam ma ba ni hi tăng chích tăng say ya so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà ta ca. Sam ma ba ni thi tăng chích tăng say ya so năng ta tô ca rê. Và con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Giá Tăng Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư chủ lễ quý sư quý cô tu chào các trong đạo tràng. Dạ. Kệ ngôn số 43 là cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ, con xin đọc kệ ngôn 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra wa cha nhà thầm ma ba ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tôi ăn ta bi ta ca di ra anh nhà ba nhà ta sam ma pa ni hi tăng say ya so năng ta tu ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Câu 1 và câu 2 ạ. Ná là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ta là hai trường âm thông thường. Trường âm thông thường. Cá âm ra là trường âm thông thường. Anh là trường âm nhấn. Nhê trường âm thường. Bí cha là trường âm thông thường. Ma ta bi ta ca di ra anh nhê hoa bi cha nhà tắc. Xăm là trường âm nhấn. Ma là trường. Ba ní là ba đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm là trường nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây là trường âm nhấn. Đoạn xô là trường âm thông thường.
Năng là trường âm đọc theo giọng, tá là đoạn âm tôn thường, cá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường. Samma banihi tang sayya so nang to kare na tang ma ta bi ta ka di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca samma ba ni hi tăng say ya so năng ta tu ca re na tăng ma ta bi ta di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tu ca re na ta ta bi ta ka di ra wa bi cha nya ta ka samma pa ni hi chi tang sai yo nang ta to ka re. Điều mẹ cha bà con có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Châu. Dạ con. Con đã đọc kệ và phân tích. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 43. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta to ca re. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Na đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin hỏi đạo tràng có nghe được tiếng con không ạ? Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ta hai trường âm thông thường. Phí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Cá dí hai đoạn âm. Ra trường âm thông thường. Anh trường âm nhấn. Nhê qua hai trường âm thông thường. Thí, chá, hai đoạn âm. Nha, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Ca, trường âm thông thường. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nha ta ca. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Xăm, trường âm nhấn. Ma, trường âm thông thường. Bá, ní, hí, ba đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây, trường âm nhấn. Giá, đoạn âm. Xô, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Rê, trường âm thông thường. Samma panihi tăng chít tăng say yaso năng tato kare. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 43. Na tăng ma ta pi ta ka di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ka samma panihi tăng chít tăng say yaso năng ta tô ca rê. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ Nam Mô Bát Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Dạ cảm ơn Quang Thanh cho biết âm thanh rõ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài. Con xin đọc câu Pháp Hoa cố số 43. Dạ. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya an ye qua pi cha nhà nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chít tăng say ya so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chữ ná là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ ta là trường âm thông thường, chữ pí là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ cá là đoạn âm, chữ dí là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường. Và câu 2 là nhân là trường âm nhắn, chữ nhê là trường âm thông thường, chữ qua là trường âm thông thường, chữ pí là đoạn âm, chữ chá đoạn âm, chữ nha là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ cá là trường âm thông thường. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chữ xâm là trường âm nhắn, chữ ma là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ ní đoạn âm, chữ hí là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chí là trường âm nhắn, chữ tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Và câu 4 là say là trường âm nhắn, chữ giá đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ ta là đoạn trường âm thông thường, chữ tô trường âm thông thường, cá là đoạn âm, chữ rê là trường âm thông thường. Và con đã đọc và phân tích vừa xong thì con xin đọc kệ. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya an ye qua bi cha na cha nya ta ca sam ma pa ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tu ca re. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya anye wa pi cha na ta ka samma pa ni hi tang ti tang say ya so nang ta to ka re. Dạ con đã đọc và phân tích vừa xong. Con xin nhường biết lại cho vị kế tiếp và có gì sai con kính ngài sửa giùm cho con. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc kệ câu số 43. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ca sam ma pa ni tăng chít tăng say ya so năng ta tô ca rê. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ca sam ma pa ni tăng chít tăng say ya so năng ta tô ca rê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ca. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma ta hai trường âm thông thường, pí đoạn âm, ta trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nhê qua hai trường âm thông thường, pí chá hai đoạn âm, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua pi cha nhà ta ca. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sam ma pa ni tăng chít tăng say ya so năng ta tô ca rê. Sam là trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, tá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn,
tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, xô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Sammapanihi tăng chít tăng say giá xô năng tá tô cá rê. Dạ, con xin đọc lại câu kệ ngôn số 43. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhẹ hòa pi cha nhà ta ca sam ma ta ni tăng chít tăng say ya so năng ta to ca rê. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhẹ hòa pi cha nhà ta ca sam ma ta ni tăng chít tăng say ya so năng ta to ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Na tăng ma ta pi ta ca di ra ai nhê qua pi cha nhà ta ca sam ma ta ni tăng chi tăng say ya so nang ta to ka re. Na tang ma ta pi ta ka ni ra anh ye wa pi cha nya ta ka sam ma pa ni tang chit tang say ya so nang ta to ka re. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong. Dạ, có gì sai nhờ sư chỉnh sửa giùm con. Dạ, xin cảm ơn Quang Thanh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn đạo tràng. Xin mời. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ con kính lĩnh lễ ngài Tri Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, dạ cho con xin bài, con mới vô con không thấy ai cầm mic con lên mà con không thấy bài nữa không được. Dạ cảm ơn cô Hoàn Thành. Dạ con xin chào bạn. Pháp cú số 42. Na tăng ma ta pi ta ca ri ca di ra anh nghe wa pi ca nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chit tăng say ya so năng ta to ca re. Dạ con đọc lại. Na tăng ma ta bi ta ca ri ra anh nhê wa bi ca nhà ta ca sam ma ba hi ba ni hi tăng chít tăng say ya so nang ba ta to ca ri. Na đoạn âm tăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ma ta hai trường âm thông thường, bí đoạn âm ta trường âm thông thường, ca đã cá dí đoạn hai đoạn âm ra trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, bí chá đoạn âm, nhã trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường. Na tăng ma ta bi ta ca li ra anh nhê wa bi ca nhà ta ca.
Xăm trường âm nhấn ma, trường âm thông thường bá đoạn âm, bá ní hai, bá ní hí ba đoạn âm tăng trường âm thông, đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhấn tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây trường âm nhấn giá, đoạn âm sô trường âm thông thường năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm tô trường âm thông thường, cá đoạn âm đê trường âm thông thường. Sam ma ban ni hi tăng chích tăng say ya so năng tắc tô ca rê. Na tăng ma ta bi ta ca ri ca di ra anh nhê wa bi cha ma tai ca. Sam ma ban ni hi tăng chích tăng say ya so năng tắc tô ca rê. Điều cha, điều mẹ cha, bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin cầu. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi chàng na ta ca. Samma bahi banihi, samma banihi tang chit tang saya so nang tato kare. Dạ con có sai xong bài trần chính xứ. Dạ con đã xong, con xin trao mic lại cho người kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lễ sư ngài Trí Đức. Con kính quý chư tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý tu nữ. Và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú vú nào. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca. Sam ma ba hi ba ni hi tăng chi tăng say ya so nang ta to ca rê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na tăng ma ta bi ta ca. Na tăng ma ta bi ta ca di già anh nhê qua bi cha nhà ta ca. Na là đoạn âm, tăng là trường âm động đọc theo giọng nguyên âm, ma ta là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, cá bí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, bí chá là hai đoạn âm, nha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, xăm câu 3 và câu 4. Samma bani hi tăng chít tăng say ra so nang ta to ca rê. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, bá ni hi là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm thông trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường, cá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Con đọc lại toàn bài. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nha ta ca.
anh nghe. Con xin đọc, con xin giám hối, con xin đọc là Na tăng ma ta bi ta ca lê ra anh nghe qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chi tăng say ya so nang ta to ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng tránh làm được tốt đẹp hơn. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Na tăng ma ta bi ta ca ri nha anh nghe qua bi cha na ta ca sam Na ban ni tăng chín tăng xây gia số con bị đứt hơi, con xin sám hối, con xin kể lại. Na tăng ma ta bi ta ca ri ra anh nghe qua bi cha nha ta ca sam ma ba ni hi tăng chín tăng Saya so nang ta to ka re. Dạ, con đã đọc và phân tích và kể xong, con có sai, lâu ngày trí đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính đảnh hành lễ sư phụ Hấp Trang và kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con xin xuống mic, xin mời Tina nha. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ ngài chúa đức, con kính lãnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 43. Na tăng ma ta pi ta ca yi ra anh nhê wa pi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chi tăng say ya su năng ta tu kha lê. Phân tích câu 1 và 2. Na tăng ma ta pi ta kha yi ra anh nhê wa pi cha nhà ta ca. Na đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ta hai trường âm thông thường. Pi đoạn âm, ta trường âm thông thường. Cá dưới hai đoạn âm. Ra trường âm thông thường. Anh trường âm nhấn. Nhê trường âm thông thường. Qua trường âm thông thường. Pi chá hai đoạn âm, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, kha trường âm thông thường. Na tăng ma ta pi ta kha di ra anh nhê wa pi chá nha ta. Câu 3 và 4. Sam ma pa ni hi tăng chích tăng se ya su năng ta tu ka re. Sam trường âm nhẫn, ma trường âm thông thường, pa ni hi ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, su trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, kia rê trường âm thông thường, sam ma pa ni hi tăng chích tăng say giá su năng tá tô cá rê. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê wa pi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chích tăng say ya su năng ta tu ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tăng ma ta bi ta kha di ra anh nhê wa pi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chín tăng se ya so năng ta tu kha re. Na tăng ma ta bi ta kha di ra anh nhê wa pi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chín tăng Seya su nang ta tu ka re. Dạ, thưa con đã đọc xong. Con có sai kính xin quý sư ngài và quý sư đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp.
sa thủ kính cảm ơn Phật Tỳ Na. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiên Na, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời cô tu nữ phúc hạnh. Mời vị nào chưa ôn bài xin mời bằng tay ạ. Hôm nay thấy hình như bích chùa Ngọc Đạt hơi ế, nên Nhật Quỳnh ở đằng xa mà nghe sao nó vắng vẻ quá, Nhật Quỳnh chạy lại. Nên Nhật Quỳnh không có biết vị nào đã trả bài vì nào chưa, nên kính mời quý vị nha. Và trong khi chờ đợi thì con xin được trả bài cao pháp kinh số 43. Na tăng ma ta ta ca di ra anh nghe qua bi nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chết tăng say và sở năng các tơ ca rê. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nghe qua bi cha nhà ta. Dạ, con sai rồi. Anh nhê qua vi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chết tăng say và sở năng tạ tô ca rê. Na tăng ma ta vi ta ca di ra anh nhê qua vi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chết tăng say và sở năng tạ tô ca rê. Sa thú bàn tay giang nhật hà ngang, xin mời quý vị còn nguyện nào đưa bàn tay lên ngang quý vị. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ta hai trường âm thông thường. Bí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Anh trường âm nhấn, nghe trường âm thông thường. Qua trường âm thông thường, bí chá hai đoạn âm, nha trường âm thông thường. Tá đoạn âm, ca trường âm thông thường. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Bá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây trường âm nhấn, giá đoạn âm, sơ trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Sam ma ba ni hi tăng chít tăng say gia sự năng tát tô cá rê. Con xin ôm hết bài. Na tăng ma ta vi ta ca di ra anh nhê qua vi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chít tăng say gia sự năng tát tô cá rê. Điều mẹ cha bà con không thể, không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con phân tích mà đọc có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con để con sửa lại ạ. Dạ, con xin được kệ ạ. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nghe qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chi tăng say gia sô năng ta tổ ca rê. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nghe qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chi tăng say gia sô năng ta tổ ca rê. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mến mời Giang Nhật Hà. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con xin đọc câu pháp cú số 43 ngày hôm nay ạ. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê wa bi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chít tăng say ya so năng ta to ca rê. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê wa bi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chít tăng say ya so năng ta to ca rê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê wa bi cha nhà ta ca. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma, ta là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, bí, chá là hai đoạn âm, nha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Nha tăng ma ta bi ta ca ra anh nhê wa bi cha nhà ta ca. Và câu số 3 và câu số 4. Sam nhà ba ni hi tăng chít tăng say ya so năng ta to ca rê. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ba ni hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Samma banihi tang chit tang say yaso nang tato kare. Dạ con xin đọc lại ạ. Ta tang ma ta bi ta ka di ra anh nhê wa pi cha nhà ta ka samma banihi tang chit tang say yaso nang tato kare. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mata bi ta ca di ra anh nhê wa bi cha nhà ta ca samma bani hi tăng chi tăng say ya so nang ta to ca re. Nhà tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê wa bi cha nhà ta ca samma ba ni hi tăng chi tăng say ya su nắng ta tu ca rê. Dạ con đã đọc và kể xong, ta nhờ sư và đạo tràng kính sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, bữa nay mít ở chùa Ngọc Đạt bị ế và sư. Sư có trước máy không, sư cho con một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Trịnh Dung, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Quang Thành. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ, dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Dạ Quỳnh kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ sa thú con kính dân mít đến sư ạ. À, bị mít nan hơi ế nên con thỉnh sư. Dạ sư cứu giùm cho tụi con mít sư. Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Thà Dạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng
Con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư trung đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý trung nữ và toàn thể chư Phật tử. Bây giờ con xin được ôn lại bài kinh bài kệ Phật cú số 43. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nghe và pi ta nhà ta ca tâm ma pa ni he tăng pi tăng say ya so năng tát tu ta he. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nghe và pi ta nhà ta ca tâm ma pa ni he tăng pi tăng say ya so năng tát tu ta he. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nghe và pi ta nhà ta ca tâm ma pa ni he tăng pi tăng say ya so năng tát tu ta he. Điều mẹ cha bà con không thể làm, không có thể làm được, không hướng tránh làm được tốt đẹp hơn. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thiên Châu. Bây giờ xin gửi mất lại cho quý vị, xin mời quý vị lên để tiếp tục để đọc bài Nam Mô Phật Thầy. Dạ, sa thủ, con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Cha. Dạ, bạch sư, con không biết tại mái con, quý vị trong đạo tràng có nghe như Nhật Bình không quý vị? Con nghe âm thanh của sư lúc gần lúc xa, lúc gần lúc xa, bạch sư. Không biết là do sư để mái xa hay là... Ồ, dạ, nó nhỏ mà con thấy lúc gần lúc xa. Con không biết là do bên máy con hay là bên đường truyền của con hay bên của sư, mà bây giờ con thấy trong đạo tràng ai cũng chắc lên là cũng giống như con. Dạ, con kính dâng bạch đến sư, sư thử lại bạch sư. Alo, alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ. Biết cái máy này nó bị cái gì á, như vậy, nhưng mà khi mà đi vào thì những âm lượng đó đã sư đã chỉnh lên hết rồi, nhưng mà máy cũ thì sư nghe rất là rõ. Thật sự cái máy cũ thì sư nghe rất là rõ, nhưng mà máy này như sao mà nó bị gì á, sư coi âm lượng đầu vô phần cài đặt đâu thì nó đã âm lượng nó đã tôi đã chỉnh lên hết rồi, mà không biết sao không biết. Do cái này là do máy, còn cái máy cũ thì tôi nghe rất rõ. Là máy cũ thì thế sao? Tại vì cái máy này là do cái màu đó, do máy cũ thì không được. Bây giờ để giải mất lại cho quý vị. Bây giờ để mất thời gian của mình, giờ để mất thời gian một cái thằng. Dạ, sa thủ, dù sao chúng con cũng rất là tri ân sư, mặc dù máy sư không có được ổn định lắm, sư cũng cầm mít đồ mai với chúng con. Và ngài Trí Đức đã nói rằng sư bắt cỡ kìa, đây còn có cái câu của ngài lại giờ cho sư xin nhìn nha, còn lỡ con quất bài lên đó. Ngài nói là đại đức Pháp Trang mắc cỡ nói nhỏ kìa bạch sư. Và Nam Mô Bích Hai Giá và Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên vừa vào đạo tràng. Cô ơi, cô có ôn bài được không cô? Cô có mắc cỡ không cô? Tu nữ Tây Duyên. Dạ, cô tu nữ Tây Duyên có mắc cỡ không? Rồi, cô tu nữ Tây Duyên cũng mắc cỡ luôn rồi. Không chịu cầm mít luôn rồi. Ồ, mến chào Tô Thị Phúng để vào đạo tràng. Tô Thị Phúng có ôn bài không? Dạ, bữa nay mít Ngọc Đạt hơi ế nè, quý vị ơi.
mua nhanh đi để ngày khóa sổ ra rồi quyền lợi nghe quý vị. Dạ, kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nói gì, nay giật giật nghe, tức được lúc không gì ta. Ồ, đang càng nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Bà quên mà cái đường nét mấy bên nó kỳ lắm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Kỳ Đức đại đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, Tự nhiên xin anh đọc và phân tích câu pháp cú số 43. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê quả bí chát nhà ta ca. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm vọng nguyên âm, ma ta là trường âm thông thường, bí đoạn âm, ta trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, anh nhê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, bí chá hai đoạn âm, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, na tăng ma ta bít đa ca di ra anh nhê nhà ta ca. Đoạn 3 và 4. Xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, bá ni hí ba đoạn âm, tăng trường âm vọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm vọng nguyên âm, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, xô trường âm thông, năng trường âm đọc theo vọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Sam ma ba ni hi tăng chít tăng say ya so năng tato ka rê na tăng ma ta bi ta ka hi ra ai nhê wa pi chát nhà ta ka. Sam ma ba ni hi tăng chít tăng say ya so năng tato ka rê na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nghe qua bi cha nhà ta ca samma pa ni tăng chi tăng say ya so năng ta to ca re na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca samma ba ni tăng chi tăng say ya so năng ta to ca re. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã phân tích kệ và đọc xong, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Dạ, kính mời cô ạ.
Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Kính chào Đạo Tràng ạ. Sau đây con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê quá bi giá nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chít tăng say giá so năng ta tô ca rê na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê quá bi giá nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chít tăng say giá so năng ta tô ca rê. Dạ, phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma ta là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, bí chá là hai đoạn âm, nha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ca là trường âm thường. Câu 3 và câu 4. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, bá ní hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Con xin đọc hết bài ạ. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an nhê và bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chít tăng say giác so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Nhà tăng ma ta bị ta ca di ra anh nhê va bi cha nhà ta ca sam ma pa ni tăng chín tăng say ya so năng ta tô ca rê. Dạ con đã đọc và kể phân tích xong, con xin xuống biết là có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa ạ. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý Chư Tăng, Chư Ni, xin kính lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào Đạo Tràng. À, con xin được đọc câu Pháp Cú 43. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya an nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni tăng chít tăng say ya so năng ta tô ca rê. Na tăng ma ta bi ta. Để con học lại. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya an nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni tăng chít tăng say ya so năng ta tô ca rê. Dạ con xin được phân tích 4 câu liên tục. Ná là đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma ta là hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, ta trường âm thông thường, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Và câu 2, an là trường âm nhấn, nhê là nhê qua là hai trường âm thông thường, bí chá là hai đoạn âm, nha là trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, sâm trường âm nhấn,
Ma trường âm thông thường, bá ní hí là ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, xô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Na tăng ma ta bi ta ca ri ca di ra a nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Dạ thưa, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Con xin kính tri ân sư, con kính tri ân đạo tràng và con xin xuống mít. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ xin kính chào với đặng hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 43. Na tằng ma ta bi ta ca di đà an nhê hòa bi cha nhà ta ca sam sam ma ba ni hi tằng chi tằng say ya su năng ta tô ca rê. Na tằng ma ta ta ca di đà an nhê hòa bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tằng chi tằng say ya su năng ta tô ca rê. Dạ con xin phân tích. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma ta hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, ta trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nghe trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, bí giá hai đoạn âm, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường. Na tăng ma ta bi ta ca di đà an nhê hòa bi cha nhà ta ca. Con phân tích hai câu tiếp. Sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, bá ní hí ba đoạn âm, tăng trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, xô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, rê trường âm thông thường, sam ma ba ni hi tăng chít tăng say ya su năng ta tô ca rê. Dạ con đọc lại nguyên bài. Na tăng ma ta bi ta ca di đà an nhê hòa bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chít tăng say ya su năng ta tô ca rê. Dạ con xin kệ. Na tăng ma ta bi ta ca di đà an nhê hòa bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi sam ma ba ni hi tăng chi tăng si ya so năng ta tô ca rê. Na tăng ma ta bi ta ca di đà an nhê hòa bi cha nhà ta ca sam ma ba ni tăng chi tăng say ya so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con phân tích và đọc và kể xong. Dạ có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô quý đạo hữu giúp con. Dạ con xin dâng mít lời cho đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Ủa sao thấy xích viên đưa tay rồi chứ đâu mất tiêu rồi đưa tay lên hù bà con ha, cái bỏ chạy mất tiêu đâu rồi. Rồi bây giờ đưa tay lại hả, hồi nãy đưa tay thấy im ru vậy. Rồi xin mời. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, dạ con xin kính lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư tăng và quý cô tu nữ, con xin chào đạo tràng, dạ con xin trả bài câu Phật cú 43, dạ con xin đọc. Na tăng ma ta bi ta ca y ra an nhê wa bi cha nhà ta ca sam ma ba ba ni hi tăng chít tăng say ya so năng ta to ca re. Xin phân tích bốn câu liên tục ạ. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng ngân âm, ma ta là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Câu 2, anh là trường âm nhắn, nghe là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, bí, chá là hai đoạn âm, nha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Câu 3, xăm là trường âm nhắn, ma là trường âm thông thường, bá, ní, hí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, xây là trường âm nhấn, á là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ca là đoạn âm. Cá là đoạn âm, dạ, xin xã hội. Cá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Nhá tăng ma ta bí ta ca di ra âm nhê wa bí cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chích tăng say ya so. Dạ con xin xã hội. Say ya so năng ta to ca rê. Dạ con xin kể, lâu rồi con không kể, không biết kể, quên kể. Dạ con xin kể, còn có sai xin sửa sửa giùm. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an nhê wa bi cha nhà ta ta sam ma ba ni hi tăng chít tăng say ya so nang ta to ka re na tang ma ta ti ta ka yi ra an ye wa pi cha nya ta ka ma ta ni ti tang chin tang say ya so nang ta to ka re. Dạ con xin sám hối ạ. Dạ the background noise nó hơi ồn chút xíu. Dạ con xin xuống mic, là con có sai xin sư sửa cho. Oh, con quên đọc tiếng Việt. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Sa thủ sa thủ xích duyên. Mặc dù bị phân tâm ha, hơi ồn ào nhưng mà cũng thể hiện rất là tốt ha, đọc cũng rất chuẩn, kể cũng hay đấy nhé. Hôm nay có chiếc hình kiếm vô sao ha, kể giọng kể hay quá, làm để đức tự đức ha, ngài không dám đưa tay ha. Rồi thôi hoan hỷ, hôm nay vị nào cũng giỏi hết á, vị nào cũng tuyệt vời ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc giọng kệ xong, giọng kinh xong, để cửa đức ra, đâu có sợ đâu, đưa tay mà. Rồi cung thỉnh lễ đức cửa đức.
là Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Thức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng. Nhà con xin đọc kinh Bất Cú câu số 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê wa bi cha nha tất cả samma bani hi tăng chít tăng say ya so năng tất tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Giờ là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Và con xin kệ. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhé qua pi thế nhà tất cả samma bani hi tăng chi tăng say ya so năng ta to ca re. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhé qua pi thế nhà tất cả samma bani hi tăng chi tăng say ya so năng ta to ca re. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhé qua pi cha nhà tất cả samma hi tăng chi tăng say ya so năng ta to ca re. Dạ con xin hát ạ, con xin xuống mít ạ. Sa thủ để được về đức à, dầu đến trễ nhưng mà vẫn tham gia chiến đấu ha. Hôm nay để Đức Thượng Đức nè, để Đức Pháp Trang nè, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh à, và quá là hoan hỷ luôn. Vì nào đến đạo tràng cũng thể hiện mỗi người một vẻ ha. Rồi chư Phật tử đến trước đến sau tham gia rất là nhiệt tình. Đây là một cái tinh thần tầm cầu học hỏi về giáo pháp. Chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào ha. Na tăng ma ta bi ta ca di ra, câu đầu tiên chúng ta có năm từ. Na là không, tăng do đại từ tá, và đại từ này ở cái thể trung tính nhưng mà tá ở đây được chia theo đối cách số ít. Đu tỳ giả quy pháp thí e có quá trình á, cho nên ta biến thành tăng. Tăng có nghĩa là cho người ấy. Rồi cái từ thứ ba ma ta, do cái từ ma tú. Ma tú là một danh từ nữ tính, u karan ta ít thi linh ga. Nhưng mà ma tu ở đây đứng làm chủ từ số bạch ma e có quá chánh á, cho nên chữ ma tu nó biến thành ma ta. Ma ta là người mẹ. Rồi chữ bí tu bí ta do cái từ bí tu. Bí tu là một danh từ nam tính, Ukranta Pung Linh Gá. Và bí tu ở đây được chia theo chủ từ số ít. Bạch Thầm Án có chánh áo quy pháp tí, cho nên bí tu biến thành bí ta. Bí ta là người cha. Cá viết ra là do động từ cá rô tí, ở đây có thể làm cái rô tí là làm, nhưng mà cái viết ra có thể làm, có thể gây nên. Đây câu số 2, anh nhê qua biết cho nhà tất cả, anh nhê qua biết cho nhà tất cả, tức là có năm từ ha. Chứ anh nhê do cái từ anh nhá, anh nhá, nhưng mà ở đây nó được chia theo chủ từ số nhiều, Bà Thamma và Hu Quá Chá Na Quỳ Phát Tí,
Cho nên chữ anh nhá biến thành anh nhê. Anh nhê là những người khác. Anh nhê là những người khác. Nghe chưa? Rồi chữ qua, qua là hoặc hay là. Rồi chữ bí là áp bí, áp bí là cũng như. Rồi chữ cha, cha cũng là cũng là bà hay. Rồi nha tất cả. Nha tất cả do cái từ nha tất cả, nó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Và nha tất cả được chia theo chủ từ số nhiều, bathama bahu vachana vipatti. Cho nên nha tất cả biến thành nha tất cả, các thân quyến, các bà con, những người quyến thuộc. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3. Samma banihi tang chittang, samma banihi tang chittang. Samma banihi tang có hai từ, samma là một, banihi tang là hai. Samma là một trạng từ, có nghĩa là đúng đắn, chân chánh. Rồi, banihi tăng do từ banihita, đây là một cái dạng quá khứ phân từ và được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vì phát tí e ca quá trình á. Cho nên banihita biến thành banihita. Banihita là đã được định hướng, đã được uốn cong theo, đã được định hướng, đã uốn cong theo. Và cái gì đã định hướng, đã được hướng tâm uống công theo, đó chính đó chính là chít tăng là tâm. Tâm đã được định hướng về điều đúng đắn. Ý nghĩa câu số 3 ha. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng là xây giá sô năng tá tô cát rê. Xây giá sô năng tá tô cát rê, bốn từ. Xây giá sô đây là một trạng từ, có nghĩa là tốt đẹp hơn. Xây giá sô đã được tốt đẹp hơn. Rồi. Chữ năng, năng là người ấy, do cái từ hên á. Rồi chữ tá tô là hơn thế nữa. Và chữ cá rê là có thể làm. Và làm sinh nhật quỳnh quyếu luôn. Năng là người ấy, cá tô hơn thế nữa, mà cá rê có thể làm. Rồi xích nhật quỳnh quyếu rồi. Cá rê, còn chữ cá rê, cá rê có thể làm do động từ cá rô tí. Rồi câu Phật ngôn 43 cho chúng ta ý nghĩa. Tâm hướng đến sự chân chánh có thể gây nên cho người ấy điều còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn các thân bằng quyến thuộc có thể làm cho người ấy. Xin lặp lại ha.
tâm hướng đến sự chân chánh có thể gây nên cho người ấy điều còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn cả thân bằng quyến thuộc có thể làm cho người ấy. Rồi ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này: điều mà quyến thuộc mẹ cha chẳng thể làm được cho ta, cho người, nhưng tâm chân chánh hướng rồi thành tựu tốt đẹp vẹn mười vạn trăm. Xin lặp lại ha: điều mà quyến thuộc mẹ cha chẳng thể làm được cho ta, cho người, nhưng tâm chân chánh hướng rồi thành tựu tốt đẹp vẹn mười vạn trăm. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Rồi trong phần tự vận quý vị có gì thắc mắc không? Thấy xin Nhật Quỳnh hôm nay bài tha chắc thì không kịp luôn, đi quá ha, không sao. Cái này còn dễ, bên vi diệu pháp á, thấy vi diệu thiệt ha, là khờ luôn á, chứ đừng nói. Rồi bây giờ chúng ta tìm về duyên sự, tại sao cái câu Phật ngôn này kỳ quá. Đây là câu cuối cùng của phẩm tâm ha, chiết tâm quốc giá. Và sau cái bài học này chúng ta sẽ ôn lại cái phẩm tâm qua những câu Phật ngôn mà chúng ta đã học. Câu nào chúng ta tâm đắc, và tâm đắc thì học thuộc lòng, để làm kim chỉ nam, để làm một cái hướng đi cho cuộc sống. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 43 được Đức Phật thuyết ra từ cái thành Surayya để chấm thì ở đây trong thời kỳ của Đức Phật á, ngài an cư tại Sawatthi, mà an cư tại Sawatthi tức là trong ruột kỳ viên á, có một công tử con một nhà triệu phú tên là Surayya. Surayya, rồi bà con viết dùm chữ cái tên của vị này Surayya. Alo, viết tên của vị này để rồi chúng ta biết đây là câu Phật ngôn số 43. Surayya, đúng rồi, Surayya. Sa thú. Ô, chiếc lá mùa xuân hôm nay tiến bộ ha, viết sai nè ha. Surayya mà chữ E chứ đâu phải chữ A đâu. Rồi mấy vị khác, ấy sư Trọng Phụng cũng bắt trước sư chiếc lá mùa xuân hả? Như có sư Hồng Mai, Huynh Gia Nhật Hà, cô Thu Nữ Tự Giang, rồi sư Nhật Quỳnh, chính xác Surayya Ray. Thì cái anh chàng công tử Surayya cùng với những người bạn ngồi chung một cỗ xe nhỏ, nhanh nhẹ, gọn gàng và dẫn theo rất là đông bộ hạ tùy tùng đi ra bờ sông để mà tắm. Thì ngay lúc đó ngài Maha Kacchayana, alo, ngài Maha Kacchayana, đây là một vị thánh, một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, mà ngài này có một cái bài kinh gọi là Nhất Dạ Hiền Giả, rất là hay. Maha Kacchayana, sa thú, Xích Kim Nhung. Maha là đại, Kacchayana người ta dịch là chuyên viên ha. Thôi bây giờ đừng có tên của người ta để nguyên đi, đừng có dịch tùm lum tà la thành ra mất dịch luôn. Mình không tôn trọng cái tên của người ta, cho nên quý vị cố gắng nói về cái ngài Maha Kacchayana thì cứ nói rằng ngài
ngài Maha Cách Cha Già Ná, chứ đừng có nói là ngài Đại Ca Chiên Viên ha, mệt quá. Rồi ngài Maha Cách Cha Già Ná, ngài đang đứng ở cổng thành đắp y Tăng Già Lê lên trên mình, rồi định vào ở trong cái thành đó để khắc thực. Thì cái thân hình dáng của ngài Maha Cách Cha Già Ná coi như có tướng hảo quang minh ha, rồi có những cái điều người ta nhìn vô, mà nhất là anh chàng công tử Suraya này nhìn vô một tướng hảo quang minh của ngài và khởi lên cái ước muốn, ô phải gì cái ông này là vợ của mình, hoặc là vợ của mình mà có một cái thân hình như cái vị này thì tuyệt vời quá. Khởi lên ước muốn như vậy đó. Anh chàng này không biết cái tâm tư sao mà nghĩ bậy. Chính vì nghĩ bậy như vậy, nghĩ quấy như thế, cho nên công tử Suraya mất hết cả nam tướng mà biến thành một cô tiểu thư hết sức khổ thẹn. Suraya mới tuột xuống xe bỏ trốn. Đây là một cái điều mà hơi kỳ lạ ha. Rồi cả đoàn tùy tùng thấy tiểu thư nhưng mà không nhìn ra đó là công tử của mình, nên ngơ ngác khỏi chuyện với nhau. Cái gì vậy, cái gì thế? Tức là thấy ở trong xe một cái cô tiểu thư bước xuống, mà chính cái xe là chính công tử Suraya của mình, mà tại sao cái cô này ở đâu trên xe mà tuột xuống bỏ đi vậy? Họ nhìn thấy họ cũng ngạc nhiên, cái gì thế, cái gì vậy? Rồi người nam quá nữ này đi thẳng một mạch đến cái kinh thành Takasila, rồi không có từ giả người bạn cũ của mình, bởi vì đi hai người mà. Báo lại cái anh chàng cũng đi tìm công tử Suraya khắp cả vùng lân cận xung quanh, tìm tùm lum tà la nhưng mà không hề gặp. Cho nên sau khi chàng công tử này tắm xong trở về nhà thì nghe công tử giả cha của công tử Suraya mới hỏi, con của ta đâu? Thì cái nhóm bộ hạ này mới nói rằng, chúng con tưởng rằng công tử tắm xong rồi về nhà trước mà, khi hay tin con của mình bị mất tích. Ông triều phú cho người đi tìm công tử khắp nơi nhưng mà không hề gặp, thì buồn rầu than khóc, rồi nấu cơm cúng quẩy vì nghĩ rằng công tử đã chết chìm rồi. Rồi bây giờ trở lại cái hình nữ tiểu thư Suraya đi đường gặp một đoàn lái buôn, rồi đi bộ theo sau chiếc xe của ông đoàn trưởng. Nhiều người trông thấy tiểu thư như vậy mới hỏi rằng, cô đi theo xe của chúng tôi, cô là con của nhà ai, chúng tôi không biết. Ồ, mấy ông cứ đánh xe đi để tôi đi bộ cũng được. Nhưng mà đi lâu mỏi chân thì tiểu thư này mới cởi cái chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ra, đổi lấy một chỗ ngồi ở trên xe. Những cái người lái buôn này mới suy nghĩ, ở trong thành Takasila có một công tử con của nhà triệu phú mà chưa có đôi có bạn, để chúng ta làm mai mối xe tơ cho cô này với công tử kia chắc là sẽ được trọng thưởng nhiều lắm đây. Và thế họ đi ngay đến công tử và nói rằng, thưa ông chủ, hôm nay chúng tôi đưa về cho ông chủ một bảo nữ, một tiểu thư xinh đẹp. Nghe như vậy thì công tử cho mời tiểu thư Suraya đến để cho công tử xem mặt. Và khi thấy cô tiểu thư Suraya trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng, thì công tử sinh lòng yêu mến, mới nhận cưới cô ta làm chánh thất. Ở đây cái hiện tượng nam quá nữ hay nữ quá nam rất là thông thường, mặc dù là khó thấy, nhưng mà Thái Lan thì bây giờ vua xua ha. Thật vậy,
không hề có việc người nam nào chưa từng hóa thành nữ, và cũng không hề có người nữ nào mà không hóa thành nam. Quả như những người nam đã gian dâm với vợ kẻ khác, sau khi mệnh chung phải thọ khổ hàng trăm ngàn kiếp nằm trong địa ngục, và khi tái sanh làm người thì phải mang thân là một vị thánh tinh văn đã hoàn thành pháp độ sau 100.000 đại kiếp. Nhưng mà khi còn luân hồi cũng có lần phạm tội tà dâm trong kiếp sanh làm con của người thợ rằn. Sau khi mãn kiếp đọa xa vào địa ngục thọ khổ đền tội xong, do nghiệp còn dư sót cho nên phải mang thân phụ nữ làm vợ người nam trong 14 kiếp và trải qua thêm 7 kiếp nữ nhân nữa mới trở lại thân của người nam. Những phụ nữ sau khi làm các việc lành như là bố thí, trì giới, vân vân, không muốn mang thân của người nữ nên đã phát nguyện: do phước báo của chúng tôi làm ngày hôm nay, xin cho chúng tôi được tái sanh làm nam nhân trong ngày vị đài. Một cái câu nguyện thế này: Y đằng nô phù nhân phù rí sát bác hà quá tắc bác tí là phà giác sẵn quá tắc thanh tí. Tức là do phước báo của chúng tôi làm ngày hôm nay, xin cho chúng tôi được tái sanh làm nam nhân trong ngày vị đài. Vậy thì sau khi chết được hóa thân thành nam tử, các vị chư thiên nữ hầu hạ thiên vương cũng do cái sự hành đạo chân chánh mà được hóa sanh thành thiên tử. Còn riêng công tử Sô Rầy Giá, vì một giây phút nghĩ lên cái ý nghĩ sàn bậy sái quấy đối với ngài Maha Cách Chơi Dành Á, mà trong cái kiếp hiện tại đã hóa thành nữ nhân. Thì ăn ở của ông triệu phú trong thành Takasila, cô Soraya có thai, mãn 10 tháng thì cô sanh con trai, và đứa con đầu biết đi thì cô lại sanh thêm một đứa nữa. Thế là cô ta làm mẹ hai đứa con trai. Và nếu tính chung trước đó, khi còn là công tử Soraya, cô cũng có được hai đứa con trai. Và thế là chính cái tên Soraya nam và nữ có 4 người con trai. Lúc bây giờ chàng thanh niên bạn của cố tri của cô đang ngồi trên một cỗ xe nhỏ, dẫn đầu 500 cỗ xe bò từ thành Soraya sang thành Takasila. Khi đoàn xe đi vào trong thành thì cái cô tiểu thư Soraya đứng trên tòa lâu đài của mình, mở cửa sổ nhìn xuống đường phố, trông thấy người bạn thì nhận ra đây là cố tri, mới sai nữ tỳ đi mời chàng thanh niên kia lên lầu khoản đãi niềm nở trong hậu. Anh chàng thanh niên kia không biết chủ nhân là ai cho nên ngạc nhiên hỏi: dạ thưa bà chưa từng tiếp xúc với chúng tôi lần nào, tại sao bà là hậu đãi chúng tôi như thế này, hay là có quen biết với chúng tôi không? Ồ thưa công tử, tôi có quen biết với công tử. Phải công tử ở trong thành Soraya không? Dạ phải thưa bà. Bà chủ nhà lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của song thân, của vợ con của công tử Soraya. Thì công tử này đáp: dạ thưa bà, tất cả đều bình an vô sự. Nhưng mà thưa bà cũng có quen biết với nhà ông triệu phú ấy nữa hay sao? Ồ thưa công tử, tôi biết ông bà có một cậu con trai, và cậu con trai đó hiện giờ ở đâu? Ồ bà ơi, cậu ấy mất rồi, xin bà đừng có nhắc đi nữa. Một hôm tôi với công tử cùng ngồi chung trên một cỗ xe nhỏ đi ra ngoài thành để tắm, và thế rồi cậu ấy mất tích. Chúng tôi không biết cậu đó đi đâu, tìm khắp quanh vùng cũng không gặp cậu đó. Về báo tin cho ông bà trưởng giả, hai ông bà đã khóc lóc thở than rồi lo liệu ma chay cầu siêu cho cậu đó rồi. Ồ thưa ông,
chính tôi là công tử Suray Giá Đề. Ô, thưa bà có tỉnh trí hay không? Tại sao bà nói xàm vậy? Mà sao bà lại nói kỳ cục vậy? Bạn của tôi là một công tử khôi ngô tuấn tú, đẹp như là một vị thiên tử ở cõi trời. Ồ, thưa công tử, chính tôi là cậu đó, không dám nói ngoa đâu. Cậu công tử không tin hỏi lại, sao kỳ lạ vậy? Ngày đó, công tử có thấy ngài Maha Cách Cha Dành Á không? Vâng, tôi có thấy. Tôi đã nhìn ngẫm ngài Maha Cách Cha Dành Á và ước ao rằng phải chi cái ngài đại đức đó là vợ của mình, hay là vợ của mình có thân hình đẹp đẽ như đại đức Maha Cách Cha Dành Á. Khi mà vừa nghĩ quấy như vậy thì nam tướng của tôi biến mất và nữ tướng của tôi hiện rõ ra. Thì ấy hổ thẹn quá, tôi không dám nói ra cho ai biết, bỏ chạy đi lánh nạn chỗ khác. Ồ, bạn tệ quá, đổi là tệ. Tại sao lúc ấy bạn không cho tôi hay? Bây giờ bạn đã sám hối với ngài Maha Cách Cha Dành Á chưa? Thưa công tử, chưa. Công tử biết ngài Maha Cách Cha Dành Á bây giờ ở đâu không? Ồ, ngài đang cư ngụ ở trong thành này. Nếu mà ngài Maha Cách Cha Dành Á có đi khất thực ngang qua đây thì tôi sẽ xin đặt bát cúng dường để ngài. Ồ, thế thì bạn hãy lo sắm sửa lễ vật cho sẵn sàng đi. À, chúng ta đi đến sám hối với ngài. Công tử đến chỗ ngủ của ngài Maha Cách Cha Dành Á, đánh lễ ngài rồi ngồi nếp qua một bên, bạch rằng: bạch ngài, xin thỉnh ngài ngày mai đến thập bát nơi nhà của chúng con. Này công tử, ngươi từ xa đến đây phải không? Dạ bạch ngài, phải. Xin ngài đừng có hỏi con về cái việc ấy, con chỉ xin thỉnh ngài ngày mai này thọ bát nơi nhà của con thôi. Và ngài Maha Cách Cha Dành Á im lặng nhận lời. Công tử trở về nhà lo sắp đặt những vật tài thực cúng dường trọng thể với ngài Maha Cách Cha Dành Á. Và hôm sau ngài đi ngay đến nhà của công tử Suraya, tức là cô tiểu thư ấy chứ. Sau khi thỉnh ngài an tọa và cúng thực phẩm bị rồi anh chàng công tử kia mới dẫn cô tiểu thư Suraya ra quỳ một dưới chân của ngài Maha Cách Cha Dành Á. Bạch ngài, xin ngài thứ lỗi cho bạn của con. Ngài Maha Cách Cha Dành Á mới hỏi: cái gì vậy? Bạch ngài, cái cô này nè, trước kia là một người nam bạn thân của con, cô ta lỡ nhìn trộm ngài và với một cái ước muốn là vậy, thành ra mất hết nam tính, hóa ra thần nữ nhân, xin ngài hãy xá tội cho cô ta. Thôi được rồi, đứng dậy, ta miễn thứ cho cô đó. Khi ngài Maha Cách Cha Dành Á nói như vậy xong thì tiểu thư Suraya hoàn hình trở lại một công tử Suraya như trước. Bởi vì quý vị biết ngài Maha Cách Cha Dành Á là một vị đại thánh tăng, một vị A La Hán thinh văn, coi như rất là có uy lực. Rồi sau khi ấy công tử trở về Takasila và nói với hai người bạn nói chuyện với nhau: này bạn, hai đứa con này do tôi và bạn sinh ra, hoài thai và vận dưỡng chúng cũng đạo đồng, chúng nó là con của chúng ta, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục chung sống ở đây, bạn đừng có ngại gì hết. Thì công tử Suraya mới nói: này bạn, tôi đã sống một kiếp là nam nhân, sau đó là nữ nhân, và bây giờ trở lại cái thân nam nhân như trước. Những lần thay đổi trên thân xác này, lần đầu tôi là cha của hai đứa con trai, lần sau tôi là mẹ của hai đứa con trai khác, cho nên bây giờ đây tôi đã chán ngán cái đời sống của tại gia. Thôi, bạn đừng có cố gắng lưu tôi lại làm gì,
tôi sẽ đến xuất gia với ngài Maha Kachayana. Hai đứa con này, xin bạn ráng mà nuôi dưỡng dạy dỗ, đừng có bỏ chúng vất vả tội nghiệp. Nói xong, con tử Suriya hôn huyết nựng nịu hai đứa con trai, rồi nắm tay chúng giao trả tận tay cho cha chúng, rồi từ giả đi đến xuất gia với ngài Maha Kachayana. Ngài Maha Kachayana cho công tử xuất gia làm sa di, về sau cho thọ giới cư túc và dẫn đệ tử lần lượt du hành về thành Xá Vệ. Từ đó người ta gọi vị tăng sư này là Tỳ Khưu Suriya. Hiện tượng biến nam thành nữ của Đức Suriya lúc ngài chưa xuất gia đã làm chấn động dư luận trong thiên hạ. Cho nên bà con mới đua nhau đến hỏi ngài Đại Đức Suriya. Bạch ngài, chúng tôi được nghe đồn rằng ngài đã hóa nữ rồi lại hóa nam, thì cái chuyện đó có thật không? Quả thật như vậy này các đạo hữu. Bạch ngài, nếu quả thật như vậy thì trong hai cái đợt con ấy, một đợt do ngài hòa thai và một là do hột giống của ngài, thì ngài thương cái lớp con nào hơn? Này các đạo hữu, những con mà do tôi sanh thì thương nhiều hơn. Hết kẻ này đến kẻ khác, những kẻ hiếu kỳ luôn luôn tìm gặp Đại Đức Suriya, chỉ hỏi có bấy nhiêu đó. Đại Đức phải lặp đi lặp lại mãi cái câu trả lời: con lọc lòng thì thương hơn. Vừa thẹn vừa bớt, Đại Đức Suriya mới tìm vào một cái chỗ thanh vắng, tránh cái thị phi để dễ bề hành đạo. Nhờ độc cư nhàn tịnh, Đại Đức Suriya an tâm quan sát về sự sanh diệt của danh sách trong tự ngã và chứng đắc thánh quả A La Hán với tuệ phân tích. Sau đó cũng có nhiều kẻ đến hỏi ngài nữa. Bạch Đại Đức nghe đồn rằng ngài đã biến tính như thế, có đúng như vậy không? Ồ, quả có là như thế này đạo hữu. Vậy thì trong hai cái lớp con của ngài, ngài thương đứa nào nhiều hơn? Ngài thì dám và trả lời: ta không còn yêu thương lớp con nào nữa. Chư tăng nghe câu trả lời của Đại Đức Suriya mới đem tố cáo với Đức Phật. Bạch ngài, cái vị tỳ khưu này đại vọng ngữ. Những ngày trước thì ông ta nói con lọc lòng thì thương nhiều hơn, nhưng mà hôm nay lại nói không còn thương đứa con nào hết. Thế là ông ta dám khoe pháp bậc cao nhân. Đức Phật mới phán: này các tỳ kheo, con trai của Như Lai không khoe dối pháp cao nhân, vì nhờ chánh niệm, nhờ chánh chơn mà con của Như Lai đã kiến đạo, nên từ đó về sau không còn thương mến con nào hết. Thật thế sự nghiệp là thánh sản mà cả cha lẫn mẹ không thể tạo được cho những chúng sanh này, thì chỉ có nội tâm chân chánh của họ đã ban bố cho họ mà thôi. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 43 này để đưa lại cho bà con thấy câu Phật ngôn 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra an ye wa bi cha nha ta ca sam ma ba ni hi tăng chit tăng say ya so năng ta to ca re. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng nam mà hóa nữ lại hoàng nam, hai cái gia đình nghĩ hết ham, nghĩa vợ tình chồng thôi đã chán, lòng cha dạy mẹ chỉ thêm nhà, dâm căn nguyện dứt, nương thiền quán với bổn sinh gì ngụ thảo ám. Suriya đi về Xá Vệ
nhờ môn tàm quý được siêu phàm. Alo, câu Phật môn này xin được kết thúc ở đây. Và câu chuyện đó thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta có những giây phút thảo luận ha. Mình chào Sĩ Quế Ngọc. Hình như mới thấy Sĩ Quế Ngọc có vô trong room mà. Mình chào Sĩ Quế Ngọc đâu mất tiêu rồi. Chúng tôi vừa được tình tài của Sĩ Quế Ngọc, cho nên cũng xin có lời tán thán công đức của Sĩ và chúc Sĩ cùng gia đình luôn luôn được sự an vui tiến hóa. Rồi, Sĩ Quế Ngọc cháu đâu mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ có Phật ngôn 43, quý vị có ý kiến để dành lại cho quý vị những giây phút để quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Sao? Ai đề tài? Rồi, xà thủ của tu nữ Từ Duyên này, Sích Nhục Quỳnh. Thôi, ai đề tài trước thì nói trước ha, mời Sích Nhục Quỳnh đi. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên cho Nhục Quỳnh. Xin phép 3 phút thôi. Dạ, dạ năm mô Bích Thai, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi, giảng nghiêm sự và từ vựng câu Pháp Phúc Kinh số 43. Dạ, Nhục Quỳnh kính cảm ơn Thiền Vũ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Để con coi phải 43 không? Còn lúc này cái đầu con nó nghĩ đường mà cái miệng con nó nói nẻo. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên. Dạ nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ con chỉ có con hành kính lãnh lễ chư tôn đức và Nhật Quỳnh kính chào quý ba quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con thấy ngài giảng lâu rồi nên mà con thấy hình như ngài có cái việc gì ở dưới chùa Ngọc Đạt. Nghe con thấy ngài rất là vội vàng, ngài giảng thừa vựng ngài dí con chạy mà rớt dép luôn mặt ngài. Dạ, nên con đỡ mít một chút xíu thôi mà đã thấy cô tu nữ Tài Duyên rồi. Dạ cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô tu nữ Tài Duyên cho Nhật Quỳnh hỏi ngài một câu thôi nha. Rồi kính mời cô. Tại vì cái duyên sự này nếu mà một người mà không có tin là những câu Pháp Cú Kinh là những cái duyên sự này là không phải là do những vị thánh tăng đã kết tập thì người ta nghe người ta sẽ rất là không tin chỗ mà từ nam qua nữ, từ nữ qua nam thì người ta không tin. Nhưng mà con thì con rất là tin. Dạ con tin. Nhưng mà có một vị giảng sư cũng giảng câu Pháp Cú này thì nói là những cái duyên sự như vậy nè thì không khoa học hoặc là coi như là không có gì bảo đảm hết, giống như là người đời sau nói thêm. Ý con hỏi ngài tại vì con nghe được là những duyên sự của Pháp Cú Kinh là cũng đã kết tập 6 lần rồi. Thì cái câu hỏi của con bạch ngài, nếu mà mình mà một đệ tử của Đức Thế Tôn mà mình không tin những cái câu kinh từ Bali mà đã có bằng chứng kết tập mấy lần như vậy thì mình có nên hay không? Dạ, nếu mà mình tu Phật mà mình không tin lời Đức Phật thì mình tin ở ai? Và Phật tử chúng con thì có thể nương theo cái vị đó để cũng không tin không? Dạ nếu vậy thì chúng con có bị cái nghiệp như thế nào? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Dạ con cũng thỉnh ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Alo. Hôm nay xin cô Nhật Quỳnh hỏi câu hỏi này. Quý vị nghĩ sao? Một câu hỏi mà có như
trách nhiệm bổn phận của chúng ta là những cái người mà đã nằm trong cái hàng tứ chúng. Tứ chúng có nghĩa là tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ ha. Nói chung là xuất gia và tại gia. Vậy thì xuất gia và tại gia thì cái điều tiên quyết là gì? Tiên nhân, tiên quả, tiên nghiệp, tiên vào tuệ giác của Đức Phật. Chúng ta phải lấy cái niềm tin làm hột giống. Mà khi có một cái niềm tin như vậy rồi thì bây giờ nó khổ một cái. Vì chúng ta chưa phải là những vị tu đà vườn. Cho nên niềm tin của chúng ta bị lay động. Thì ta đi ngủ giới, bát giới, thập giới, rồi cái say giới, tỳ khưu giới, rồi giới thì chúng ta giữ. Nhưng mà cái niềm tin có khăng khít hay không? Nghe chỗ kia ông thầy bói nói hay quá. Cái ông này nhập bụng nói chính xác. Rồi cái niềm tin của chúng ta bị sức mẻ, bị bận nhờ. Cho nên ở đây á, Đức Phật biết trước cái vấn đề đó. Ngài Ananda cũng biết cái vấn đề sẽ xảy ra. Cho nên Ngài mới hỏi Đức Phật trước khi mà Ngài nhập diệt á, thì bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Ngài nhập diệt thì chúng con lấy ai làm thầy? Chứ bây giờ có Ngài thì cái gì cũng hỏi Ngài hết á. Nhưng mà Ngài mất rồi thì bây giờ chúng con y cứ vào đâu? Thì Đức Phật Ngài đã nói rõ ràng: Yo vô Ananda Maya tham mô chát đề sĩ tô văn nhát tô sô vô mà mắt chát dê ná sát thà. Này Ananda, sau khi mà Như Lai nhập diệt, kinh và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng thì chính kinh và luật đó là thầy của các ngươi. Sau lần cái tập tâm tạng, kinh luật đó vẫn còn bảo tồn, không có cánh cãi. Thì Đức Phật ở trước mặt chúng ta, chúng ta thực hành theo những lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật Ngài đã hiện diện trước mặt của chúng ta. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng ôm Phật chết rồi, bây giờ còn có Pháp và Tăng, đó là một sự sai lầm. Thầm mô há quê rắc khá tí thầm má cha ri, thực hành theo giáo Pháp thì không rơi vào đọa xứ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta không có bước chân vào, bởi vì chúng ta thực hành đúng. Hoặc là ngũ giới bất kỳ, nhân thiên độ kiệt, chúng ta gìn giữ về tam quy ngũ giới thì con đường người, đường trời, nhân sản, thiên sản chúng ta hưởng. Và có được nhân sản, thiên sản thì chúng ta mới tìm đến thánh sản. Còn ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula khổ quá sao anh Tú? Nó quá cũng lố giờ nữa, khổ thiệt. Để quý vị hỏi mà quý vị hỏi cái câu này khó quá, cho nên phải ráng mà trả lời. Xin Nhật Quỳnh thông cảm ha, còn thắc mắc không? Alo, xin Nhật Quỳnh còn thắc mắc không? Rồi, đi ngủ nữa rồi. Thưa không, chị thưa mà công nhận chữ A thấy đẹp thiệt rồi. Rồi, hôm nay chúng ta xin kết thúc ha. Nhưng mà quý vị nhớ cái ngày tới. Ngày tới là chúng ta ôn lại cái phẩm tâm này, Chitta Vakka này. Quý vị chọn một cái câu nào tâm đắc, hoặc là một cái câu nào mà quý vị thấy hoài nghi, khó chịu quá, thì đem ra để mà coi như cùng đạo tràng thảo luận ha. Chúng ta học phải học, chứ không phải là coi như học nghĩa là cho được cái số lượng cho nhiều vậy là ngon lành, không có nghe. Học ít nhưng mà du một câu cũng được thôi, nhưng mà quý vị thực hành tốt thì cái đó cũng vẫn có kết quả tốt đẹp. Rồi, xin được kết thúc ở đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chưa toàn giác, độc giác và xin ban thính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành, tịnh lạc.
ete na sa cha wa che na so ki wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.